sai. Con khỉ. Quang. Nó vẫn rối. Vẫn rối. Bọn thợ nó buộc rồi chứ. Nó cứ bị xoắn lại nhỉ. Hôm qua ông Đồng Quang thì trông cũng đẹp xòe to lắm. Để cậu đứng thế nó có thế. Chuyện nó nhẹ nó nhanh chìm chì dễ ăn. Vào cháu Quang đi làm mấy con rô phi về mà dán. Còn vớ vẩn được mấy con chép này, tiếng tỏ nắm cá. Đứng ở lên đây rũ ra. Dễ bắt nó mới chìm được cá thôi. Nó mới bắt cá to thôi đúng không? Cá bé nè. Gỡ lần lượt ra. Chép to hết lên gì đấy. Nhiều vứt cám đây sao nhiều cho nó ăn thì nó vào đây nhiều. Nắm dòng rều thế. Cũng này gió nó hay tạt. Cá xương gì ấy? Yeah.